Chào mừng anh em trở lại xem video trên kênh Toán Ký Sự Nhà Nông 2 Chúc anh em và bà con chăn nuôi hiệu quả Tiếp tục chương trình chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi dê Trong video hôm nay mời anh em và bà con tiếp tục theo dõi Mình trả lời những câu hỏi mà anh em và bà con đã đặt ở dưới các video cũng rất mong nhận được những bình luận của anh em và bà con để cùng trao đổi về kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi dê. Mời anh em và bà con cùng theo dõi. Và anh em và bà con cũng đừng quên đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi các video tiếp theo. Mở đầu video hôm nay là một câu hỏi của một bạn hỏi về uh, chữa viêm vú cho dê. Thì uh... Thế này, anh em và bà con chịu khó vào kênh để theo dõi. Ở trong kênh mình đã có tới 3 video về việc chữa viêm vú. Đấy là có một video về lý thuyết này, còn có cả video trực tiếp mình chữa uh, thực hành trên một con dê bị viêm vú. Anh em và bà con hãy vào trong kênh. Có đầy đủ quy trình chữa và có cả thuốc luôn. Tuy nhiên là cái trường hợp mà dê nó bị viêm vú ấy thì hầu hết là nếu có chữa được thì để nuôi nó cũng không hiệu quả. Cho nên là anh em và bà con chỉ chữa để cho nuôi xong với cái lứa dê con đấy rồi là sẽ thanh lý con dê mẹ thôi. Hầu hết đa phần là trường hợp viêm vú thì để lại nuôi đều không hiệu quả. Thì mình cũng chia sẻ thật với anh em và bà con là như vậy. Câu hỏi số 2 là dê tơ đẻ mà không nhận con, không cho con bú. Thì cái này là anh em phải lưu ý là như này này. Chúng ta mà có dê tơ chuẩn bị đến khi nó đẻ thì chúng ta nên làm cho nó một cái ô chuồng nhỏ nhỏ thôi. Làm sao mà để cho dê mẹ và dê con khi nó đẻ ấy, là bắt buộc nó phải ở chung trong đấy. Nếu mà anh em có bận quá mà không trông được nó hàng ngày ấy thì chúng ta nhốt nó vào đấy khi nó sắp đẻ thì nó đẻ ra nó ở trong cái không gian hẹp ấy thì nó sẽ được gần với con nó, có những con nó sẽ liếm con rồi nó quen nó sẽ nhận con. Còn trường hợp mà anh em mà đỡ đẻ được cho nó thì phải bình tĩnh, làm nhẹ nhàng để con dê mẹ nó không bị sợ và đồng thời là khi mà nó đẻ ra ấy chúng ta nên lựa ta đưa cái con con nó vào cái khu vực uh, uh, mũi miệng của con dê mẹ ấy, để cho nó liếm cho nó quen cái mùi của con dê con đi vì dê tơ nó mới sinh ra thì nó cái việc nuôi con của nó rất là vụng cho nên là anh em nên làm như vậy thì nó sẽ nhận con còn cái trường hợp thứ hai nữa là khi mà nó đã không nhận con thì chúng ta phải bắt buộc cột nó lại thôi, cột lại rồi à, hoặc là có người giữ rồi đưa con nó vào bú cho nó bú một ngày hai đến ba lần như vậy và sau mỗi cái lần nó bú ấy, thì ta lấy một chút ở cái sữa của con dê mẹ ta bôi lên cái mình của con dê con ấy, hoặc lên cái đầu của con dê con để cho nó quen cái mùi đấy đi thì à, một thời gian sau là nó sẽ nhận con và nó sẽ cho bú thôi. Tuy nhiên là cái việc này nha phải làm liên tục và có những con nó phải làm đến răm 7 ngày thì nó mới nhận cho nên là cũng phải cố gắng kiên trì và mình cũng nhắc lại là anh em quan trọng nhất là cái lúc nó đẻ là phải được cho nó được liếm con của nó mình phải lựa lựa để làm sao cho nó ngửi nó liếm con thì là nó sẽ cho con bú thôi và nó nhận con thôi câu hỏi số 3 là có phải tiêm vaccine lở mồm long móng cho dê hay không thì vaccine anh em hãy vào kênh để tham khảo có đến hai video về vaccine thì các loại vaccine ta cần tiêm cho dê đấy là tụ huyết trùng lở mồm long móng vaccine viêm ruột hoại tử vaccine đậu dê đấy là bốn cái vaccine cơ bản mà ta cần phải tiêm được cho con dê nếu mà thực hiện được cả bốn cái vaccine đấy thì rất là tốt riêng cái vaccine lở mồm long móng ấy là nó có nằm ở trong chương trình tiêm chủng quốc gia cho nên là anh em mà tiêm thì ở xã người ta sẽ cũng có vaccine tuy nhiên người ta sẽ tiêm theo đợt những con dê bầu thì ta không tiêm được cho nên anh em phải tiêm chủ động nhưng mà mình cũng nói thật với anh em như này này cái bệnh lở mồm long móng ấy thực ra là nó cũng um, ít diễn ra ở trên con dê và nếu nó có diễn ra mà mình chữa thì nó cũng không thiệt hại quá nhiều Cái mà gây thiệt hại nhiều ở trên con dê mà có thể phòng được bằng vaccine ấy chính là tụ huyết trùng Thì anh em mà có điều kiện có thể phòng được thì trước hết là phòng tụ huyết trùng này Mà nếu mà có khả năng nữa thì phòng đậu dê và phòng viêm ruột hại tử thì cái đậu dê và viêm nội tử ấy là ở xã là người ta không có đâu anh em phải đạt mua vaccine đấy thì nếu mà làm được thì rất là tốt mà còn lở mồm long móng mà anh em tiêm được thì cũng rất tốt tuy nhiên là nếu mà không có thì cũng không cần phải um, bắt buộc bởi vì cái bệnh này nó không diễn ra nhiều và nó cũng không uh, không đến mức độ là nó um, bị hủy hoại đến cả đàn giống như tụ huyết trùng cấp hoặc là đậu dê cho nên anh em lưu ý và anh em muốn tham khảo chi tiết thì có thể vào kênh có hai video về vaccine ở trong kênh anh em vào tham khảo thì nó rõ ràng hơn câu hỏi số 4 là nền chuồng nên để đất hay là tráng xi măng vậy thì ở đây là anh em nếu mà làm chuồng mới ấy thì chúng ta nên uh, tráng xi si măng lưu ý là làm cái độ dốc nó dốc một chút cái cái, cái gầm sàn ấy gầm ấy thì càng dốc thì càng tốt để nó dồn phân và nước tiểu ra phía sau để ta xúc và khi ta có muốn rửa nó nên nó cũng rất dễ còn anh em nào mà làm quy mô mà có điều kiện ấy thì ta mua lấy cái gạch men gạch hoa gạch gạch lát nhà đấy nhưng mà các loại gạch lỗi thôi lỗi nó rẻ rẻ thôi thì ta lát xuống bên dưới cái gầm ấy dọa rất là dễ và rửa thì nó sạch bóng đi thì là làm được như vậy thì là tuyệt vời còn nếu mà không thì anh em có thể là tráng xi măng sau đấy miết cho nó trơn trơn một chút để ta cào phân đánh phân cho nó dễ còn nếu mà để nền đất ấy, thì nó tiết kiệm được một chút cái 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 chi phí ban đầu về làm chuồng trại nhưng mà nói thật là sau một thời gian con dê nó tiểu xuống nó ngấm xuống đất rồi nó gây ra cái mùi hôi. Và mỗi khi trời mưa mà nó ngấm nước lên thì nó ẩm thấp và nó dễ làm cho con dê bị bệnh tật. Cho nên tốt nhất là anh em nên tráng xi măng hoặc là lát được bằng gạch men là đẹp nhất. Mà độ dốc càng dốc thì càng tốt cái gầm ấy. Tùy theo địa hình nhưng mà anh em làm là cần có độ dốc đấy và nên tráng xi si măng như vậy là mình vừa chia sẻ đến anh em một số cái hiểu biết của mình về kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi dê thông qua việc trả lời một số câu hỏi anh em đã đặt ở dưới kênh thì chúc anh em chăn nuôi hiệu quả và có vấn đề gì cần trao đổi anh em cứ trao đổi mình sẽ thực hiện trả lời để cùng chia sẻ kinh nghiệm và kỹ thuật nuôi dê chúc anh em và bà con chăn nuôi hiệu quả